Đoàn Thanh niên xã Kim Lư được thành lập vào tháng 6 năm 1959 với tên gọi là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam xã Kim Lư với tổng số 30 đoàn viên. Đến năm 1970, được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh xã Kim Lư. Từ năm 1976 đến nay, đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kim Lư. Đến nay, Đoàn xã Kim Lư đã trải qua 24 kỳ đại hội, liên nhiệm là nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số các đồng chí trong ban chấp hành là 09 đồng chí. Toàn xã hiện có 14 chi đoàn với 13 chi đoàn nông thôn và 1 chi đoàn liên cơ quan. Thực hiện nghị quyết đại hội đoàn huyện Na Rì, nghị quyết đại hội đoàn xã Kim Lư nhiệm kỳ 2017-2022 trong 4 năm qua, đoàn xã đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết đưa ra và vinh dự là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền từ năm 2017 đến hết năm 2020. Sau đây là một số hoạt động của đoàn xã từ năm 2017 đến hết tháng 3 năm 2021. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chủ đề nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên xã Kim Lư đã và đang cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình hành động mà Đảng, đoàn cấp trên giao phó, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và mục tiêu chung của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong giai đoạn mới.